không đổ lửa, chỉ làm đổ một chút mồ hôi, giọt mồ hôi long lanh mặn mặn thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm. Sài Gòn bó mây mưa rồi, chuyện tình mình đứng hóng ngoài hiên. Sài Gòn đá ngày sập mưa bỗng tối, chợt lại ngày chưa kịp hôn nhau. Sài Gòn sáng xuân xanh gọi chào, Sài Gòn trưa nắng hạ sương sao, thấp thoáng thu khi chiều tà, đông đêm trong đêm nhạt nhòa. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ thương. Hai mùa mưa nắng nắng mưa, hai mùa vẫn như bốn. Mà bây giờ chị đổi nữa là chắc tốn tiền bộn hả chị ha? Mình phải đổi mới để cho con người mình nó mới chứ, thấy không? Trời ơi, một đời ta ba đời nó mà. Thôi vô đây ngồi. Dạ. Mà hồi nãy em nghe chị nói là chị thuê nhà thiết kế nữa hả? Chứ wow. Sao? Thuê nhà thiết kế vậy là chắc là cao tiền lắm hả chị? Ơi thì cũng đâu có gì đâu em ơi. Thì cái tiền nào của đó thôi em, thấy không? Chứ mình muốn đẹp á thì mình phải cố gắng mình đầu tư. Đâu có gì đâu, vô gì khi kiếm. Trời chị, lát chị em lên trên phòng chị mỗi một cái kiến đẹp lắm. Cái kiến soi mặt hả? Ừ, soi toàn thân luôn. Cái kiến bự á. Ừ, chị mới đổi á trển á. Vậy hả chị, bao nhiêu tiền chị? 50 triệu. Một cái kiến để nhìn thôi. Ừ. Mà 50 triệu. Ừ. Mắc quá chị ơi. Cái gì mắc? Em sao? Kiến 50 triệu mà mắc cái gì em ơi? Trời ơi, em không thấy mấy câu người mẫu hả? Mua một cái kiến hả? Cả tỷ, hai tỷ chứ. Một cái kiến mà mặc tỷ hả chị? Chứ còn gì. Trời ơi, công nhận á, người ta có tiền người ta xài như vậy là gọi là phung phí đó chị. Em đầu tư vào đất đai em thấy hợp lý hơn đó chị. Bởi vậy, nói chuyện như cô mệt mỏi lắm. Ơi đất ơi, có tiền vô đất đai là người ta dư rồi, đúng không? Cứ hưởng thụ gì đó. Bây giờ mình làm ra thì mình cái gì xinh đẹp mình phải bán vô trong mình, đúng không? Chứ cái tự nhiên cái bỏ vô đất đai ra, trời ơi, lúc nào cái tư tưởng cũng là tiền bạc hết, không có một chút hưởng thụ nào. Già chết rồi có mang theo được không? Không hề mang theo được hết. Có à. Thôi nói nghe, nói với cô tôi mệt mỏi lắm, tí xíu thì tôi dắt lên lầu. Trời ơi, trong phòng tôi bữa nay thay đổi hết trơn rồi. Thay đổi đồ trong phòng đó chị? Ừ. Để đổi chị, cái gì? Chị cho cưng. Chị cho cưng cái bồn tắm cũ của chị. Bồn tắm cũ là Galaxy thôi ha. Là chiếu chớp chớp cho nó đẹp thôi. Chứ bồn tắm mới của chị, trời ơi, nó đa chức năng em ơi. Chị thay cái bồn tắm mới rồi. Ừ, trời nó có massage nè. Có nước chị? Nóng ha. Có cái gì bơm thủy lực ha. Trời ơi, có xông hơi luôn em ơi. Trời ơi, thật đấy. Trời ơi, nằm ở trên cái bồn mới xong ở chừng 30 phút thì em thấy em khỏe liền. Nhưng mà chị mua cái đó giá bao nhiêu? Thì 100 mấy. Chỉ có 100 mấy chục ngàn thôi hả? Là rẻ rồi đó em. 100 mấy chục ngàn. Ủa, 100 mấy chục ngàn thì rẻ đó chị. Em cứ đi chợ mỗi ngày mà sao em nói chuyện chị nghe mệt quá. 100 mấy chục ngàn em mua cái bồn gì ha em? Em mua cái bồn rửa mặt hay cái bồn rửa chén nó còn không được nữa chứ đừng nói là bồn tắm. Mệt quá. Bồn tắm 100 mấy chục triệu là rẻ rồi đó cô.
chị? Tôi nói chuyện với cô tôi mệt lắm. Thực tế nhìn đi nè bà chị gái nè, thấy không? Nếu như á với cái thân thể này mà chị bận một bộ đồ bộ thì em thấy như thế nào? Thế nó khác hẳn đúng không? Đà áo đầm lên chi sang trọng, tóc tai lên chi đẹp. Trời ơi, mình sống là phải có thẩm mỹ. Này đang cầm cái giỏ là cầm cái giỏ đó, cầm cái giỏ là cầm cái điện thoại à. Ra ngoài đường ai cũng thấy mình là mệnh phụ phu nhân. Công nhận nha, chị sướng thiệt đó, sống thiệt là thoải mái luôn. Muốn xài cái gì thì xài, muốn ăn cái gì thì ăn, tự do thoải mái, bao nhiêu tiền cũng được hết. Chứ sao, trời ơi, mình có tiền thì mình xài thôi, có gì đâu. Em mà chị nói cho em nghe, em đừng có lo, tại vì tất cả cái đồng tiền này nè, mình đâu có trả liền lúc đầu sở. Là sao chị? Là mình mua người ta cho mình thiếu, em hiểu không? Từ từ trả. Từ từ làm ra, đâu phải đùng cái là em phải đưa cho người ta hết trăm mấy chục triệu, 200-300 triệu đâu. Hiểu không? Em cứ mua đi là chị có tiền em trả. Đó. Đó, bởi vì đó, chị mới nói với em nghe là em về em bàn với chồng em đi, thay đổi cái nếp sống gia đình em đi, thấy không? Để cho cuộc đời của mình nó phong phú. Dạ, nhà em thì quen cái cách sống như vậy rồi chị, coi như là mình có bao nhiêu thì mình xài bao nhiêu, mình phải nhắm theo cái túi tiền của mình. Chứ còn mà em mà mua như vậy rồi á, sau này không có đủ tiền trả em không biết làm sao hết đó chị. Trời ơi, cứ nghĩ như vậy không mà sao cuộc đời nó lên nổi không biết nữa. Sao không có tiền trả? Thôi đó, mình còn là tiền còn, hiểu chưa? Nhưng mà thật ra đó thì chồng em cũng không có để cho em thiếu thốn cái gì hết. Có một điều là mỗi lần mà mình muốn mua sắm cái gì thì phải suy nghĩ coi trong túi tiền có bao nhiêu thì mua chừng đó thôi, chứ không có dám mua vượt quá giới hạn. Trời ơi, sống vậy là vui đấy hả? Dạ. Là thỏa mãn luôn rồi. Thỏa mãn rồi đó ha. Dạ. Cũng đơn giản quá. Thôi được rồi, tôi hiểu ý của cô rồi. Được rồi, bữa nay kêu qua đây không phải là để tranh luận cái vụ xài hay không xài, hiểu không? Qua đây để nói chuyện với cô về cái vụ đó, làm sao mình kiếm ra được nhiều tiền thôi để mình xài. Để kêu anh nói cho anh ơi. Em nó qua rồi. Dạ em chào anh hai. Ở trong tôi nghe Thím nói là hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ sống đầy đủ phải không? Dạ. Mà cái đầy đủ đó nó trong cái tâm trạng là mình phải chắc mót, mình về sẻn phải không? Dạ đúng rồi anh. Rồi liệu chăng cái đó mình có thoải mái không? Đó. Mình có nhiêu mình xài bấy nhiêu thôi. Chứ còn nếu mà em mà xài quá thì em phải đi mượn nợ nữa. Lúc đó cái đầu óc em nó căng thẳng hơn đó anh. À, thôi giờ về. Sẵn có Thím ở đây nha. Qua đây tôi có chuyện nhờ cái. Dạ. Sẵn có Thím ở đây. Dạ. Giờ về. Nhờ Thím ha, về nói với chú ba đó. Sắp qua năm mới nè, chuyển chỗ làm mới ha. Bỏ cái công ty cũ đi, nó ngàn lắm, bỏ đi nha. Dạ, em cũng nghe chồng em nói là anh hai có ý định là muốn giới thiệu cho chồng em chỗ làm khác. Nhưng mà anh nói là cái chỗ cũ đó anh, ảnh làm ảnh thấy cũng ổn định. Với lại làm thâm niên ở đó rồi, cũng được người ta tôn trọng. Rồi cái đồng lương á, bao nhiêu đó, anh thấy là cũng vừa phải, cũng đủ rồi anh. Mười mấy hai chục năm thâm niên lên được cái chức phó phòng, lương ba cọc ba đồng. Rồi sao rồi sống? Hả? Đó, thôi bây giờ á, mình phải nắm bắt thời cơ. Sau lưng người đàn ông bao giờ cũng bóng dáng của một người đàn bà. Thím á, là phải cho ổng thấy được cái ổng đi như vậy là sai, hiểu chưa? Về cái công ty của tôi làm, đảm bảo gia đình nó sẽ khá hơn liền, con cái đầy đủ liền. Chứ không phải mà cái kiểu đầy đủ như cái kiểu mà nãy nói là tiết kiệm, chắc mót, hiểu chưa? Thôi bây giờ anh nói từ từ đi, anh nói từ từ em nó nghe. Như vậy nè, chủ yếu là anh phải nói với em trai của anh. Giờ nói với cổ thì cũng đâu có được gì đâu. Trời, bà tưởng tôi không nói hả? Sao? Tôi nói thiếu điều muốn là muốn gãi lưỡi tôi luôn mà nó có chịu nghe đâu. Tôi nói cho chú Thím biết nha. Bây giờ chú Thím á, phải làm sao dành dụm đúng không? Dạ. Đó. Con cái sau này nó lớn lên, tiền ăn, tiền học, đủ thứ hết. Mà người ta nói cái tuổi mà của chú Thím với chủ chúng tôi á. Dạ. Giống như là cái mùa xuân nè. Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua. Xuân đang tươi nghĩa là xuân sắp già. Rồi chúng ta sẽ già. Dạ. Liệu chăng lúc đó hai vợ chồng còn có đủ tiền để mà dành cái của hồi môn cho mấy đứa nhỏ hay không? Suy nghĩ đi nha. Thôi được rồi, đó về nói với lại chồng của cô có làm sao?
đó, đó tôi nói vậy đó nghe. Dạ. Tâm sự nhờ thím đó. Người phụ nữ kề cận cái bên, một ngày nói ít, một ngày nói một ít. Ừ. Nước chảy đá mòn. Tôi hy vọng rằng chú ba sẽ về công ty tôi làm, nghe chưa? Dạ, em cảm ơn anh hai chị hai. Ừ. Lúc nào anh hai chị hai cũng nghĩ cho em Út hết. Ừ. Thì để em về em nói lại cái ý kiến của anh. Ừ. Để coi chồng em ảnh trả lời sao anh hả? Người phụ nữ có một cái vũ khí hay lắm, chì chiết. Đêm nằm trước khi ngủ chì chiết, ban ngày chuẩn bị ông đi làm chì chiết, biết nó bị bấn loạn, bấn loạn. Rồi làm sao anh sống nổi hả anh? Thì nó sẽ nghe lời về thiếp thôi ha. À, vậy là em chì chiết anh nhiều lắm á hả? Không có, em không chì chiết. Chứ em làm gì mà anh nghe lời em? Em khều không mà. Thôi được rồi, biết cái tánh ý của anh chị, biết lòng tốt của anh chị rồi. Về chồng về về tự mà nói chuyện với nhau nha. Bữa nay kêu qua đây không có phải là để nói vụ này đâu. Chủ yếu á là kêu đi shopping. Chuẩn bị sắm đồ Tết. Dạ dạ, thì Tết thì em cũng sắm một số đồ thức ăn thức uống trong nhà để em về em ghi lại cái list á, rồi em coi thiếu cái gì thì mình mới mua nha chị. Trời ơi chi vậy? Trời ơi, giờ nào mà sắm đồ ăn? Đi sắm đồ mặc chứ phải sắm đồ ăn. Thôi bây giờ chị hai đi thì em đi với chị hai thôi, chứ còn đồ mặc em nghĩ em cứ xào tới xào lui vậy cũng đủ rồi, đồ em còn mới mà chị. Đó, cái mũi này là hiểu rồi ha anh ha. Làm chồng mà có một cái bộ quần áo sắm cho vợ để mà đi hái lộc đầu xuân còn không có mà. Đó, bởi vậy cũng là anh em với nhau mà sao tính tình khác nhau anh ơi. Dạ không phải đâu anh ơi, chị hai, thì thật ra đó thì tại em cũng muốn mua, bởi vì đồ ở trong tủ nó cũng còn chưa có cũ lắm cho nên mình vẫn xài được mà. Nhưng đây là đồ Tết, nếu mà không lo cho mình thì phải lo cho con của mình chứ, đúng không? Để mấy đứa nhỏ cả năm phải có một bộ đồ nó đón xuân sang chứ, cứ bắt tụi nó bận đồ cũ hoài tụi nó buồn làm sao. Nói vậy là nghe không có được rồi ha anh á. Thôi thôi bây giờ đi với chị, đừng có nói gì hết trơn hết trời. Anh qua hứa chuyển khoản cho anh ta. Chuyển khoản rồi. 15 phút có 50 chai. Yeah, trời ơi chung quá. Là em đi nha. Trời, đi. Chị có 50 triệu. Chai. Ừ, mà mình xài cái gì dữ vậy? Trời ơi, 50 chai là rẻ lắm rồi. Trời đất ơi, một bộ đồ, một cái áo đầm của người mẫu là tầm mấy tỷ đó. Khổ ghê, có 50 triệu mua đồ cho cả gia đình mà còn nói còn than. Thôi đi, đi. Em chờ anh hai, em đi với chị hai nha. Rồi, đi đi. Sáng sớm nó ôm sòm cái gì ta? Đúng rồi, 12 giờ trưa mới gọi là sáng sớm ha. 12 giờ trưa, bữa nay mất có 11 giờ mấy hả? Con dạ. Qua đi chơi vui không? Vui, hôm qua con đi chơi á, sinh nhật bạn con đi chơi tới khuya con mới về luôn. Tôi biết chứ bộ. Bà, sinh nhật người ta tổ chức có mười mấy người à, nhưng mà ở trên du thuyền nha, hơi bị đẳng cấp luôn. Quá trời món ăn luôn. Rồi hai được ngắm cảnh thành phố về đêm thiệt là đẹp. Được nghe nhạc, tụi con quẩy quá trời quẩy luôn á ba. Mà ba, vậy nhìn nói gì tôi nghe. Không đang kể chuyện mà ba không có tập trung gì con hết à. Muốn gì? Thấy cái tiệc nó đẹp. Với lại là hôm qua con chụp hình sống ảo cũng hơi nhiều. Con đăng lên mạng bạn con khen quá trời luôn. Yeah. Cái nhớ lại mấy cái tiệc sinh nhật hồi năm trước á, ba tổ chức cho con á, chân phèo. Tức là muốn là làm ở trên du thuyền ha con. Rồi du thuyền mà nó chìm cái là mười mấy đứa tha hồ bơi ha. Ôi, ba sinh nhật là ngày vui mà ba nói chuyện xui không? Thôi nghe lời ba, cứ bổn cũ soạn lại đi con, cứ 20 thồi đãi gì đó. Ôi, năm nào cũng vậy hết trơn, nghĩa sao sinh nhật của con mà ba đãi tiệc xong rồi cuối cùng hay là bạn của ba, cấp dưới của ba không thấy bạn con đâu hết. Mà chưa kể là mấy người đó vô duyên dễ sợ luôn á, sinh nhật con mà lại đòi chụp hình với ba không à. Thì đúng rồi, trời ơi, hữu xạ tự nhiên hương mà con. Người ta trưởng phòng mà, người ta trọng ba, người ta đòi chụp hình với ba là phải rồi. Ôi, năm sau ba tổ chức cho con. Ba, con phải gì đi, năm sau á, cái ba làm tổ chức thành hai ngày. Một ngày ha, ngày đầu á cái ba để cho bạn bè cấp dưới của ba tập trung lại. Nó muốn chụp hình như chụp hình. Rồi ngày thứ hai á cho con chơi với bạn con xả láng luôn. Ý bà? Ý rất hay. Dạ. Duyệt. Hai ngày. Cảm ơn ba.
Ba, cái gì vậy? Vậy nữa. Cho tiền đi. Tiền gì? Tiền mua đồ Tết đó. Mấy tuần trước ta đưa là Tết Tây rồi đó. Trời ơi, ba chơi ba gọp chung lại sao được? Sao? Gì nữa? Tết Tây là Tết Tây, Tết ta là Tết ta. Hồi bữa đồ đó con mua hết rồi, con mặc rồi, bữa nay nó thành đồ cũ rồi. Con giờ mặc lại bạn cười chứ? Cười là cười con chứ đâu có cười ba đâu. Thôi không hề ha. Cười con mà cười ba nữa. Tại sao? Tại vì người ta sẽ nói là ba là một trưởng phòng của một công ty lớn mà cuối cùng để con gái của mình đi ăn Tết bằng mặc mấy bộ đồ cũ. Hay nghe kìa. Có lý nhớ. Mũi dễ lá chịu đòn hả con ha? Dạ vậy. Rồi cái này tới ta phải không? Dạ. Rồi sắp tới là Tết Đoan Ngọ nè. Sắp tới là Tết Trung Thu. Duyệt luôn. Cảm ơn ba yêu. Ừ, vậy mới được. Dạ. Ê con quên nữa ba. Có ê với ai? Ba nó mà nói mà nói. Đỡ con nói chuyện với bạn nhiều quá cái con bị hổn. Ba, hôm qua chú Út với chú bà có quà đây á. Tại mấy chú nói là gọi cho ba hoài không được, xong rồi chú qua luôn. Xuân đến rồi, là xuân sắp đến rồi. Đó quang niềm vui. Chào chú, chào chú ba. Dạ chào này. Dạ. Con dễ thương quá, dạ. Ngoan quá. Trời đất ơi. Con nhỏ này mới không gặp hai tuần lớn bộ mấy. Chú, con là con người á, mà chú nói con tưởng con cây cỏ thực vật đồ á. Ý chú nói vậy à, có nghĩa là cái sự phát triển của con nó vượt bậc hiểu không? Cái sự nói chung là chú cháu mình à, không gặp nhau mấy ngày là nhớ dữ lắm. Con khoái chú á. Đợi xíu con xin tiền ba con dẫn chú đi uống cà phê. Thôi gọi đi để chú khen chú xíu nữa. Trời ơi dễ thương quá. Dạ. Còn con bé lớn là con cũng đẹp nè. Bé lớn là con đẹp. Bây giờ bé lớn là con đẹp. Con điều hơi lùn thôi. Chú con lùn là do trời cho. Ý là nó theo đúng gen chứ gì. Dạ không không. Để lì xì cho lì xì. Ôi chưa tết mà anh ba. À quên. Chú này. Nhờ nhắc dở chứ không, cho sớm quá không hơn. Sao cho sớm cũng được. Thôi 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 để mùng 1 chú qua chú lì xì. Thôi con. Lên lầu chơi để ba nói chuyện với hai chú. Dạ. Dạ. Đi chú đi ba. Trời ơi cái sofa đẹp quá. Trời quá. Ngồi thử không? Ngồi thử em không? Dạ. Ngồi chứ em. Không 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 không, qua bên đây, qua bên đây. Cái ghế đẹp quá. Thôi kệ nó, kệ nó. Đây cũng được anh hai. Em có mấy người bạn, người ta cũng quý em dữ lắm. Dạ, người ta có tặng em chai rượu. Em nghĩ chai rượu này nó ngon với lại nó sang, nó hợp với anh hai nữa. Cho nên anh em qua đây biếu anh hai. Ta nói là phát tài phát tướng. Dạ. Phát tướng là thấy chú Út mày có rồi đó. Dạ. Còn không biết phát tài không có hay không. Chắc không có thì cái này mới là đồ biếu người ta đúng không? Thôi thì mình chưa làm nó đồng tiền nào hết. Thôi chú, anh không nhận đâu, đem về, đem về. Rồi em không để đây, em để bên kia nha. Dạ anh ơi, dạ, nhận cho nó vui đi. Cuộc vô ích lòng nhiều anh. Tùy mấy chú thôi. Dạ. Ừ. Dạ. Chú ba mày ngồi đi. Dạ anh cho phép thì em ngồi. Ngồi đi chứ dạ. Ta ngồi vậy đứng vậy giúp ông thiện ông ác tao sợ lắm à. Dạ tại hồi nãy em nằm sofa anh hay la quá em sợ. Dạ. Ngồi, ngồi, dạ cho phép. Dạ cảm ơn ha. Dạ. Dạ. Ngồi sofa đi. Dạ xa quá sợ anh hai nói em nghe không rõ. Thì nói lớn lên. Dạ thôi mắt con anh hai mất sức. Sao rồi cái chuyện mà tôi đề nghị mấy tháng nay chú nghĩ sao? Bỏ công ty đó qua công ty tôi làm thấy sao? Dạ anh hai nói là cái điều tốt. Anh hai thương em, anh hai quý em, anh hai yêu em. Dạ anh hai cho phép em qua công ty của anh. Em trăn trở cả tuần của anh. Không ăn, không uống, ngủ không được nữa. Có sáng ra được cái gì không? Dạ cuối cùng em thấy chắc không được quá. Tại vì qua công ty bên anh hình như có họp. Bên em tương đối cũng ổn, làm mấy chục năm rồi. Thôi thì ở yên cho đó đi. Chứ qua anh sợ là không ổn. Dạ. Cái này anh em mình nói thiệt nha. Dạ. Giờ hỏi nè, tế nhị nè. Tết năm nay lương thưởng của công ty cho ra được nhiêu? Dạ. Không đó thấp anh luôn nha. Trời ơi, năm nay công ty em ngon lắm nha. Trước hết là cho thêm một tháng lương nè. Đó thành 13 tháng đúng không? Rồi đã vậy á, mỗi nhân viên đều nhau hết. Mỗi người hai mấy triệu luôn. Suy nghĩ lại đi. Làm cái chức phó phòng của chú là thâm niên bao nhiêu năm rồi. Dạ. Mà Tết nhất thưởng cho có bao nhiêu mấy chục triệu thì dạ. Làm sao mà ăn Tết, hiểu chưa? Tôi nói thiệt, con nó phải khoe chứ cái thằng nhân viên mới mà nó vô nó làm công ty của tôi đó. Tới cuối năm người ta còn thưởng 200-300 triệu mà. Dạ, thưa anh hai. Anh đề nghị thì rất là tốt cho em. Nhưng mà em nhiều công việc. Bởi vì chuyên môn em nó không hợp với cái bên anh.
nên em sợ qua bển rồi làm không tốt, mình già lớn tuổi rồi, rồi người ta nói ra nó giàu ảnh hưởng đến hai nữa, như vậy thì trời ơi em thấy không yên bụng. À, nói chung là sợ chuyên môn. Dạ. Anh chú làm gì ở bên bển? Trưởng phòng. Dạ. Nó trọng tôi thì nó phải nể chú. Dạ. Hiểu chưa? Cho nên chuyên môn dẹp qua một bên, ở đây là nhất thân gì thế. Tôi làm công ty lớn mà tôi là trưởng phòng nữa. Gì thì gì, chừng vài năm là chú, tôi cũng cất nhắc chú lên là có chức phó phòng. Dạ. Vậy thôi. Dạ, thưa anh hai, cho phép em trình bày một chút. Nói chung là anh hai nói là em hiểu hiểu ý anh hai hết. Anh hai muốn em qua bên anh để em được nhiều tiền, để em lo cuộc sống với gia đình em. À, em có thể khấm khá lên. Nếu mà lương như anh hai nói thì quá tốt cho cuộc đời và sự nghiệp của em luôn á, cho con cuộc sống của em luôn. Nhưng mà thôi, em cảm thấy công việc cũng không ổn định lắm, bởi vì chuyên môn em không đúng. Nhưng mà thằng Út Minh đúng nha. Thằng Út Minh em của mình á, nó học á là chuyên ngành gọi là công nghệ thông tin. Nếu mà nhận bên công ty anh là đúng gây cái nghề của nó luôn. Hay giờ thì vậy đi, anh mời em qua thì thôi, anh cho nó qua đi, coi như em xin anh cái suất của em cho nó đi, cho Út Minh nhà ta đi anh nha. Nha anh hai. Dạ anh hai. Dạ. Em thấy anh ba nói có vẻ đúng anh. Dạ. Không ấy anh hai giúp đỡ em cho em về công ty làm nha anh hai. Út Minh tài cán gì? Tối ngày nó cứ cắm đầu vô cái máy vi tính rồi nó làm phần mềm game á. Nó làm mà có bán được cái gì đâu. Giờ này mà còn chưa làm ra đồng tiền. Gần 40 tuổi rồi. Đó. Gần 40 tuổi rồi mà không có một cái người đi qua đời tôi là thất bại nha. Dạ không phải đâu anh hai. À, cái game em làm rất là tốt, nhưng mà tại vì một số vấn đề nó nằm bên ngoài á, cho nên cái game của em nó chưa có chạy được thôi, chứ công việc rất tốt anh. Tôi nói vậy đó. Còn ý mấy chú á, muốn làm theo ý mấy chú thì cứ việc làm. Nhưng mà sau này á, đừng có trách là anh biết cái ngày xưa đó là nghe lời anh hai, hiểu chưa? Để tụi em khấm khá. Tới cái lúc mà thất bại rồi mới tìm tới anh hai này, lúc đó thật sự đừng có để anh hai sống trong cái tâm trạng băn khoăn. Dạ anh hai, tụi em vô ý đó đâu, tụi em biết ý tốt của anh. Nhưng mà cái công việc em tương nó ổn rồi, chỉ bây giờ có Út Minh thôi. Dạ. Anh có thể cho nó qua bên công ty anh. Em nghĩ công việc nó là hợp nhất bên công ty anh. Anh chọn nó đi anh nha. Không không, bây giờ không có đôi co nữa. Muốn thì làm cho tôi, còn nếu không thì coi như tôi không có hai đứa em này. Hả? Vậy đi anh hai. Vậy đi anh hai. Anh hai. Anh hai. Anh hai. Xong rồi anh ba ơi. Cái gì? Máy anh xong rồi nè. Trời ơi, xong rồi hả? Dạ. Ê chà, có nửa tiếng đồng hồ mà lại xong rồi hả? Đi coi coi. Ê trời ơi. Ok chưa? Trời ơi, nó chân lưu à. Mượt mà, kia đó cứng đơ luôn. Trời, em làm sao hay quá vậy? Trời ơi, cái nghề của em mà anh hỏi. Không, có lành. Để đi. Nè. Dạ. Kỳ nha, em giỏi như vậy đó. À, lập trình viên quá giỏi vậy mà trong khi anh hai cũng thấy thương em, không có thấy khen ngợi gì em, không có giúp đỡ gì em hết. Em thấy bình thường thôi mà anh. Ừ. Nhưng mà nói gì nói nha, nghĩ lại em thấy thương anh hai nhiều hơn á. Ừ. Một mình ảnh tự nhiên lo cho anh em mình ăn học đầy đủ nên người, tại vì ảnh còn lo cho gia đình ảnh không thiếu thứ gì. Em để anh hai thì cũng thì đúng rồi, anh hai mình mà anh nói kia là anh không có ý gì hết á. Dạ. Có điều này nè em hơn nha. Phải công nhận á, tự nhiên ông lập trình viên của công ty anh á đi lấy vợ xong á, vợ xong kêu thôi ở nhà là công ty gia đình đi, cái ở nhà luôn, cái tự nhiên trống người, anh mới giới thiệu em vô. Rồi bà coi công nhận nha, em làm mới có một tuần à mà nguyên công ty ai cũng khen em hết á. Trời, lập trình sao mà giỏi vậy, nhanh vậy. Cái này đúng là hay không bằng hên á. Hay bằng hên cái gì chứ, còn gì đó. Đang lúc em không có việc, tự nhiên vô công ty của anh làm. Tính ra gần tết mà có việc làm vậy là tính ra là em tết này có tiền luôn. Được rồi, ráng lên nha, ráng lên á, công ty khen ngợi lắm rồi đó nha. Ủa chị ba? Trời ơi. Chị Út mới qua chơi hả? Đây. Trời ơi, em đất ơi, anh sao vậy? Đồ nhiều vậy phải kêu anh đi khiêng giùm cho. Trời ơi, đem gì quá trời quá đất rồi, mỏi tay không? Để em vô anh bóp dầu cho. Không có sao hết anh. Cái này là một ít quà, coi như là bánh mứt rồi trái cây, rau củ với lại một ít đồ thôi hả? Ở đâu à? Em mua chi nhiều chứ, mua hết chợ luôn hả? Đâu có, em đâu có mua đâu, của chị hai cho đó. Trời,
Vậy hai cho gì nhiều vậy? Trời ơi, tao nói chị Hai á, chị hay qua chị rủ em đi chợ. Rồi lần nào cũng vậy á, cứ đi mua sắm cái gì là cứ gọi cho em hà. Mà bắt buộc em phải đi với chị. Rồi mỗi một lần đi vậy ha, anh biết không, chú biết không, là cho một đống quà đem về á, ngại dễ sợ luôn vậy đó. Trời đất ơi, lần sau em nói chị làm sao á, để đừng có nhận nữa. Không, chứ còn là nếu mà em mà cứ nhận gì ngại chết luôn á. Thì em cũng ngại cho nên em đâu có muốn nhận đâu. Em nói thiệt, cái nhà không lẽ bây giờ á mà mỗi lần mà chị gọi cho em á, em cáo là em bệnh để khỏi đi đó anh. Trời đất ơi, có gì đâu mà chị nói bệnh. Chị cứ nói thiệt đi, chị Hai hiểu mà. Chị Hai á, chị nói là vậy nè. Chị nói là tại vì em cũng ngại, em nói là trời ơi, chị mua sắm như vậy tốn nhiều tiền quá. Em lấy em cũng cảm thấy là kỳ cục quá à. Thế xong chị mới nói không, anh chị em với nhau mà, thì cái người có tiền nhiều, anh chỉ làm ăn dư giả thì chỉ sang sẻ cho em Út có gì đâu. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ em thấy chị Hai chị xài sang lắm á. Sang lắm nha chú Út. Cái gì mà cái gương á là chị mua đến 50 triệu. Trời. Rồi cái bồn tắm á trên cả 100 triệu luôn á anh. Cái tủ mà chị để giày á là 70 triệu. Rồi cái bàn trang điểm của chị là 120 triệu. Ghê chưa? Ủa cái gì mà mắc dữ vậy chị? Ừ, trời, sao chị thấy chị Hai xăm đồ vậy chứ tự nhiên anh thấy anh có lỗi với em quá. Sao vậy anh? Anh xin lỗi em nha. Cuộc đời anh đâu có đủ tiền để mua vậy đâu. Trong khi nó làm vậy em thiếu thốn nhiều thứ quá. Cái gì vậy chú? Sao vậy chú? Người ta đang nói chuyện thiệt mà chứ. Em biết là anh chị nói chuyện thiệt nhưng mà em không nghĩ là hai anh chị sến vậy luôn á. Không có sến. Sến? Đâu có sến chút nào đâu. Không có sến hả? Ừ. Trời ơi, chị còn mong á là kiếp sau đó là anh chị sẽ gặp nhau nữa đó. Anh cũng vậy, là anh mong là anh không phải là Ngưu Lang chức nữ mà phải là Thoại Khanh Châu Tướng mới đến với nhau thường xuyên hơn. Còn em á là em mong cái cảnh này nó qua cho nó lẹ để em đừng có chứng kiến nữa. Trời ơi, sến thấy sợ luôn á. Nó ganh tị. Ganh tị gì nữa, nó ganh tị. Trời ơi, thầy kỳ quá à. Thôi để em xuống em nấu ăn nha. Em hùng gì ba đem xuống nha. Mời chú có lại đây ăn cơm với anh chị luôn nè. Nhớ ở đây ăn nha. Trời ơi, vợ anh nấu là ngon tuyệt vời luôn. Anh khỏi phải khoe. Lần nào chị ba nấu em cũng nhất định phải ở lại ăn hết đó. Câu này là hay nhất nè. Đó. Đi em đi vô nha. Em đi vô đi. Giúp chị nha. À da, phải công nhận nó giỏi thiệt chứ. Xong cái máy tự mua máy mới, ai ngờ nó sửa lại rồi. Hả? Anh hai mới tới hả anh hai? Vậy mà thông báo cho em để nói vợ con. Mày làm cho mày coi được không? Tao dặn bao nhiêu lần rồi? Tại sao không nghe tao? Tao nói cái chuyện của thằng Út á là để cho tao lo. Tao cấp vốn cho nó buôn bán. Mày nghĩ sao bây giờ mày đem nó vô công ty nghèo của mày làm hả? Nó sẽ được cái gì hả? Hay là mày nghĩ là mày muốn nói cho mọi người biết rằng ông anh hai này giàu có nhưng mà không lo được cho em Út cái gì? Mày phải đứng ra mày lo cho nó phải không? Hoặc là ông anh hai này giúp được á, chỉ giúp cao lắm là hàng Tết là cho một đống quà để qua đây thôi chứ gì? Có ý mày vậy phải không? Không phải đâu anh hai ơi. Thực sự á là em có ý đó đâu. Tại vì cái công ty em á thì á đang thiếu người. Rồi em thấy thằng Út á nó không có công việc. Mà cái công việc á lại phù hợp nó làm ở lập trình viên. Mà công ty thiếu vậy em mới giới thiệu nó vô. Chứ em không có ý gì khác là giới thiệu để qua mặt anh hết. Rồi còn cái vụ này nữa nè, em tính nói với anh luôn nè. Là chị Hai á hay mua đồ cho vợ em mới biết nè. Mà vợ cũng ngại không dám nói. Tôi sẵn đây có anh Hai á, để anh Hai nói dùng chị Hai là chắc tụi em không dám nhận đồ của anh Hai nữa đâu, của chị Hai gửi nữa đâu. Nói chung là bây giờ là khá rồi đúng không? Mình là phó phòng mà đúng không? Dạ. Cho nên là nhận đồ của anh Hai là một cái bất cỡ. Dạ không. Mày giận tao, mày muốn nói cho mọi người biết rằng chỉ có mày mới lo được cho thằng Út, đúng vậy không? Dạ không, không bao giờ có chuyện. Mày đừng có trả treo qua đây. Anh Hai thôi đi. Út, đừng có hổn nha Út. Út, anh Hai, em thấy anh ba không có làm gì sai hết á. Em biết là anh tốt cho tụi em, anh thương tụi em, anh lo cho tụi em. Nhưng mà anh lo không đúng. Sở trường của tụi em là cái này, anh sắp đặt kia chỗ khác, làm sao tụi em làm được? Giờ lớn rồi ha. Bữa nay tao cũng mới thấy mày lớn tiếng với anh mày. Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Thôi được rồi, bây giờ mấy người muốn làm cái gì làm, tôi không cần biết. Coi như là tôi không có hai đứa em này. Tao cũng hại được mày bén mảng đến nhà tao. Yên tâm, em sẽ không bao giờ bước tới cái nhà nữa. Mày nhớ nghe. Bữa này chị, bữa này không đi. Đó, em thấy là cái đèn trần. Đèn trần hả? Đúng rồi, mình
treo một cái đèn trần đây là đảm bảo trời ơi nó sáng bừng cả nhà mà nó sang trọng dễ sợ luôn chị. Rồi em có nhiều mẫu lắm, nè chị coi nè đó. Đây lúc chị coi nè đó, thấy chưa? Đó. Đẹp nè. Đó, trời ơi mình. Trời ơi. Đẹp của ai? Trời ơi, cái này á là của Hy Lạp. Đèn trần Hy Lạp. Thôi tôi không thích Hy Lạp. À Hy Lạp hay có chỗ khác có Pháp. Pháp được. Đó, đèn thần của Pháp. Ồ mà công nhận nha, chị có bắt chọn ghê luôn á nha. Em nói nha, cây đèn này nè. Là ngày xưa ông vua Pháp ổng có xài một cây giống y chang như vậy. Bây giờ mình chỉ chọn là đúng tính chất của hoàng gia luôn. Trời ơi, phải không á? Phải. Thế cậu ơi, cậu giới thiệu nhà tôi tùm lum hết trơn á trời. Thế đây đi, bữa nay thì giờ giới thiệu đèn trần Pháp. Hôm bữa thì nó ra bồn tắm Nhật, thấy không? Rồi cái kệ dài của Hàn Quốc. À, trời ơi, rồi hả? Cậu giới thiệu cho tôi là cái bàn trang điểm của Hy Lạp. Nó ra riết cái nhà tôi giống như Liên Hiệp Quốc vậy. Trời ơi, nó mới có chất riêng của chị chứ, nó mới sang trọng chứ. Chị nói mắc cười quá, làm như chị không tin tưởng ngay gì trơn trời đó. Trời, mấy đợt trước em thiết kế cho chị vậy thấy sang không? Quá trời sang luôn. Vậy cái đèn, trời ơi, cái đèn trần nó rẻ như là cho không vậy đó. Thì đúng. Cái 200 triệu một tiếng. Trời đất ơi, 200 triệu. Ờ? Trời ơi, bộ là giấy hay sao? Thì cũng là cái kiến để coi cái bồn để tắm thôi mà. Trời ơi, 200 triệu đối với em thì nó nhiều. Đối với chị thì cỡ chừng 20 ngàn chứ nhiêu. Chưa có người chị sang trọng vậy mà. Em nói chị nghe này nè. Nói chung là chị phải thiết kế vậy ngay là em đi giống như cái đợt trước đó. Đồng ý là cái kiến thì để soi. Cái bồn tắm là để tắm. Nhưng mà rõ ràng là chị tắm trong cái bồn, chị khác tắm trong cái thao chứ, đúng không? Chị ra một cái hồ bơi của một khách sạn 5 sao nè, chị bơi nó khác hồ bơi công cộng chứ, đúng không? Cái đẳng cấp, cái luxury, nói chung là cái chất riêng của chị mà không ai có được. Nó rất hợp với chị. Hiểu rồi. Nha. Trời ơi, giống như là tắm mưa mà tắm bồn nó khác nhau cái gì. Đúng rồi, bởi vậy đó, chị chốt đem cái đó. Cái gì nữa vậy? Gì? Em thấy cái này hình như là nó không có được êm cho lắm á. Này hả? Ngồi bình thường mà nói gì đâu? Không được chị ơi, trời ơi. Chị nghĩ sao chị thấy căn nhà chị sang trọng đi chưa? Em thiết kế chị rất là nhiều thứ. Chị nghĩ sao? Cái này là mua hàng giá rẻ đúng không? Rẻ đâu, cái bộ này là cũng lâu, xài lâu rồi đâu có ngồi đâu ai nói năng gì đâu. Trời ơi, chị thấy cái màu vô chất quốc không? Thôi, em nói chị nghe này, đây. Em có đây, salon. Đây, bộ salon làm từ da đà điểu nhập ở châu Phi. Đó, trời ơi, trời ơi, đà điểu nó có lông chứ có da đâu. Trời ơi, cái lông là người ta xài đó. Cái lông là giạc đi người ta xài, còn chị là phải xài da. Trời ơi, làm một cái bộ ghế này là mười mấy con đà điểu đó. Phải không? Đúng rồi, rất là sang trọng, 500-600 triệu mà rẻ rề hả? Mười mấy con đà điểu, 500 triệu là rẻ lắm. 500-600 triệu hả? Trời ơi, tính ra một con có mấy chục triệu chứ nhiêu mà công người ta làm rồi dẫn chuyển, ta nhập về nữa. Trời ơi, nói chung là rẻ lắm mà. Quan trọng là nó hợp. Quan trọng là nó rất là hợp. Thôi từ từ tính đi, cái này nó căng thẳng quá. Trời ơi, có gì đâu. Chị tính cái đèn chùm này trước rồi chị tính tới cái đó. Ồ, mà trời, nói chung là đèn chùm cái... Gì nữa? Cái tủ thờ. Tủ thờ sao? Trời ơi, chị thấy nó chết quối căn nhà không? Tủ thờ này kiểu cũ rồi, chứ là kiểu ngày xưa ông bà ta xài rồi. Thế tủ nhà. Tủ thờ nha. Tủ thờ. Đây, tủ thờ. Thấy chưa? Trời ơi, ba bốn tầng chỗ, quá trời chỗ để bao nhiêu hình thờ cũng đủ nghe. Quan trọng là có đèn, có khói nữa nè. Có khói, chỗ nhìn vô là... Đồ hút khói. Không phải đổ khói là có khói phà ra nhìn rất là linh thiêng. Ông bà phù hộ cho mình. Máy tạo khói hả? Đúng rồi, có máy tạo khói, có đèn led, là led magic chạy vòng, chị thấy không? Đó. Được, mua đi chị, đổi cái tủ này đi chứ. Đúng rồi. Cái tủ này nghe đồ... À, cái tủ này là bên Nhật cũng có, mà bên Sinh cũng có, mà bên Malaysia quá, chị lấy loại nào em sẽ nhập về. Ấn Độ đi cưng, Ấn Độ đi, thờ cho nó linh thiêng. Gì hả? Ừ, đúng rồi. Ấn Độ hơi khó nha. Ấn Độ hơi khó. Khó hả? Điều khó hơn nữa nè cưng, là chị thắp nhang, chị hỏi ba má chị coi chịu đổi bằng thờ không cái đã. Thôi chị khỏi đi, trong bà hơi khó. Ai khỏi chị. Trời ơi, là quá à, riết rồi đổi hết cái nhà tôi luôn đi. Thì đúng rồi. Ê, được á. Đổi đi chị, đổi căn nhà đi. Đổi căn nhà kiểu Pháp. Chị thích là kiểu Pháp cũng được nè, kiểu châu Âu cũng có nè, châu Mỹ cũng có nè, kiểu Hàn Quốc cũng có nha, kiểu Ý cũng có nè, kiểu Hy Lạp cũng có luôn. Dạ. Nếu như đổi thuần được một chất đó, dạ, thì tại sao không đổi hết nhà tôi thuần một chất thôi? Cho nên nay giới thiệu Pháp, Ý, Hy Lạp tùm lum ở trong nhà tôi hết trơn. Không phải, bây giờ em phải cho chị nhiều loại để biết cái gu chị là cái gì. Sau đó em nắm cái gu của chị, đó là em thấy cái chị y chang, đảm bảo sang trọng, nghe. Vậy là phải thay nhà mới có một cái gu thuần hả? Dạ. Ủa, chào em. Mua gì nữa không nè? Ừ,
định mua cái đèn trần thôi. Đúng rồi. Đèn trần sáng lắm, đèn trần mà để ra chỗ sáng lắm, ghê lắm. Tại vì á, thầy Phong Thủy nói rồi, cái nhà mà nó tối tối là làm ăn không có lên đó con, nên là phải để cái đèn trần ở đây để cho nó đúng. Sáng. Ông thầy Phong Thủy giới thiệu đúng không? Bữa đó ông còn hay lắm. Khoan, ý kiến. Nếu mà mẹ muốn cần sáng thì mẹ phải mua đèn điện chứ. Sao mẹ mua đèn chùm ta? Cái đèn đúng. Trần này. Đúng, đèn trần nó đẹp. Còn đêm mưa mà mua cái điện mà sáng, em có cái đèn ở Canada, đèn trần bật một cái thôi, đèn điện một cái là sáng cả căn nhà luôn. Canada nha, chị chọn không thì em order luôn. Được. Có nào của Pakistan không? Pakistan có xài điện không ta? Bhutan rồi đó. Bhutan trên núi có xài điện không ta? Có hết á, bây giờ điện ở đâu chả xài. Ồ vậy hả chị, để sưu tầm chứ nhà chưa cập nhật. Em sưu tầm đi đặng cho cái nhà chị được nguyên cái quả cầu thế giới luôn cưng. Chị cà khịa em vậy. Nói chung là sang trọng vậy nha. Nói chung là giờ mình chốt vụ đèn trần trước đi, còn kia tính sao được không? Được. Nha, gì là chị, em cho hỏi cái vụ mà chi phí của cái tủ đường dài Hàn Quốc hôm bữa đó. Với lại cái gư sao. Biết rồi, chị chuyển sao? Chợ tiện chưa có về kịp. Cuối năm mà người ta thăm tháng trễ lắm. Có cái chị chuyển cho em liền. Phải, mấy đợt trước thấy nhanh lắm, sao đợt này hơi lâu. Nó nói cuối năm mà sao kỳ vậy, làm như là chị giật nợ của em. Em không hề nghĩ như vậy, em nào dám nghĩ chị giật nợ em. Ông sao hơi chậm thế cũng được, chứ trả là được rồi. Vậy nha, dạ, đây chị em về. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ, anh học đúng không? Anh có cái bạn Singapore. Cái bạn học Singapore là quốc gia tiên tiến về giáo dục mà. Bởi vì mình nhập về là học giỏi liền. Ghé qua mẹ em giùm. Thôi được rồi, để cho nó đi qua Singapore học luôn nha. Dạ, về chị Duy tính. Dạ. Nhớ trả tiền không nghe. Biết rồi. Mệt ghê mấy cái đứa này, làm nhức đầu cũng chết. Ba con đâu rồi? Ba. Nói chuyện được không? Không nói được đâu. Sao vậy? Con đang định nói chuyện rồi con nhìn ba cái thấy mặt ba câu có kiểu như buồn buồn khó chịu sao không? Đâu dám nói game luôn. Thiệt, cái gì đâu mà nhà có ba anh em thôi mà gây tới gây lui. Ông nào cũng nói nóng tính tới sợ luôn. Chú ba nữa, gọi cho ba không được xong rồi gọi cho con, gọi cháy máy luôn nè. Mà con không có giúp được gì đâu mẹ. Ê, lại, đây này mẹ con đây. Trời ơi, đâu hả? Ê, cái bóp bữa, bóp hoàng hiệu mày mới mua con nè. Trời ơi, cái đầm này mua luôn. Trời ơi, đẹp nha, đi đâu mà đẹp vậy? Con ơi, chuẩn bị quá thân thành đàn khơ đi chụp ảnh Tết, đi giữa rừng hoa. Trời ơi, vậy hả? Nè, đẹp quá. Đi chụp với con không? Hai mẹ con mình có hình Tết treo đẹp luôn. Trời ơi, mấy con trẻ đẹp thì chụp còn được chứ mẹ giờ già. Ôi, mẹ đẹp, mẹ con đẹp hết trời luôn. Ôi, mẹ có hẹn với mấy bà bạn rồi. Đi đỏ đen nữa. Sao á, chưa đi kêu đỏ đen rồi đi. Con phải là đỏ xanh hả? Thì ý là con thích á. Thôi, con chúc mẹ may mắn. Con đi nha. Thôi đi chụp hình đi. Rồi coi nếu mà thích rồi mẹ đặt cho cái áo dài. Trời, áo dài đi cưới. Đi ra đường hoa chụp nó mới đẹp. Thì hả mẹ? Vậy bữa nay con chụp bộ này, ngày mai mình muốn con chụp bộ đó. Dạ, cảm ơn mẹ. Đi nha mẹ. Rồi. Trời đất ơi, cái gì mà rung dữ vậy nè trời. Rồi, nghe nè bà ơi. Qua liền. Nhưng mà nói nghe nè, mấy bà bạn trước chơi không có vui. Trời ơi, chơi cái tiền ít quá, không có đã. Chị Hai. Chị Hai. Tôi qua liền. Ủa? Đâu á? Trời ơi, đi đâu quá vậy tôi? Về đi. Trời ơi, ông thấy ông giận chết. Đi. Em biết rồi, nhưng mà em phải qua, chị Hai biết không? Sao vậy? Để em nhờ chị Hai cái chuyện này nè. Có nhờ cái gì? Nhờ gì nhờ lẹ đi. Ông đó nói là bây giờ ông không có tiếp người thân nữa nha. Không có cái gì mà vậy chị. Thôi chị không có lấy đâu, nhà chị nhiều lắm rồi. Không, đem về. Cái này là chồng em kêu em đem qua trả lại anh chị với đồ này hôm bữa chị Hai mua cho em đó. Trả lại hả? Dạ. Tại sao trả lại? Đồ của chị mà. Em để đây nên nặng quá. Để đây nữa với chị. Sao vậy? Sao phải trả lại? Hả? Dạ, cái này chị. Họ giận nhau có liên quan gì tới mà chuyện chị em đâu. Không phải, nhưng mà anh không có cho nhận. Anh kêu trả lại bây giờ á mà chị Hai không nhận nha. Rồi em đem về cũng không được nữa. Rồi. Ủa thì ba ta chơi hả? Ai dạ, dạ không, ta tới đưa đồ về liền. Về. Xin phép anh Hai về. Cái gì vậy? Cái gì mà mới về qua tôi chưa kịp hỏi thăm cái là đuổi người ta gì á? Thì anh nói là không có tiếp người nhà. Là hai cái thằng cứng đầu kia
chứ không phải kiếm ba. Kiếm ba không có tội gì hết á. À vậy tiếp được hả? Vô ngồi đi. Có về à? Vô rồi nó biểu thím đem cái này qua trả lại phải không? Tức là nó giữ, kêu là giữ khí tiết, nó kêu là khí khái, không nhận đồ của anh, hiểu chưa? Đúng không? Dạ, dạ không phải đâu anh hai, tại vì chồng em ảnh sợ là nếu mà nhận cái này thì người ta bàn tán, người ta nói ra nó vô nó không được. Gì vậy? Nói cái gì anh vậy? Anh em mà bàn tán gì? Anh em ruột thịt bây giờ tốt nhất có một mấy món quà đem qua biếu gia đình bên đó để thắm tình anh em. Đúng rồi. Trời ơi. Đâu phải là nói giận là giận cả đời đâu. Thì đúng rồi. Nó đúng vậy nhưng mà bớt nóng. Nóng cái gì? Tôi là tôi chỉ tức hai thằng kia thôi, hai cái thằng cứng đầu đó. Thôi để em tức, để em tức cho. Trời ơi. Anh em mà. Là có gì mà tức tức dữ vậy? Được, dạ. Anh hai, dạ em xin lỗi anh hai. Nhưng mà em nói điều này, nếu như anh hai cảm thấy là khó chịu thì anh hai cũng đừng có buồn em nha anh. Gì? Trời ơi, sao bây giờ? Nói cái gì vậy Thím, nói đi. Nói tất cả cái ý gì mà nó muốn á. Dạ không phải, dạ thưa anh, là tại vì em nghĩ là anh hai, chồng em với lại chú Út á, anh em nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Em thấy ai cũng có cái lý riêng của mình hết đó anh. Nhưng mà cuối năm rồi những ngày Tết nè, mình sẽ thắp hương mời ông bà về ăn Tết với gia đình. Đúng vậy. Mà anh em thì xào xáo giận dỗi nhau như vậy, ông bà sẽ buồn đó anh. Tôi có nói chứ, tôi nói bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu. Người ta nói là quyền huynh thế phụ. Tôi bây giờ anh lớn là giống như cha vậy đó. Thì nó phải nghe lời tôi chứ. Rồi, nghe. Đúng, bắt đầu là nó sĩ diện, nó khí khái lên. Quyết áp cao quá, xuống. Rồi, cái này là chỉ là góp ý thôi. Cái chuyện là anh em phải dàn xếp với nhau. Cái này chị em đâu có giải quyết được đâu mà la rẻ em làm chi. Dạ, ôi, dạ em xin lỗi anh hai. Vậy thôi, em xin phép em về chị. Dạ, tìm cái đó về. Tôi không cho nó, cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Rồi, để em đem qua. Rồi, dạ. Thôi em đem qua, rồi. Dạ, em chờ anh hai. Về đi. Đúng mà, chuyện gì từ từ giải quyết, đó là anh em giải quyết với nhau. Còn chị em đâu có xía vô được đâu mà. Này, ta có ý thôi, bớt nóng. Quyết áp cao, bệnh nặng, vợ lo. Sao tiền thưởng của năm chưa có thấy gì vậy? Từ mai tôi lên công ty tôi hỏi cho. Trời ơi, cuối năm á chẳng biết sao không? Trong nhà nhiều việc phải xài đến tiền lắm á. Mà trời qua em thấy mắc nợ người ta mắc cỡ. Ai không biết chuyện đó, tôi đã nói rồi, ngày mai tôi lên tôi hỏi cho. Rồi có gì tôi chuyển khoản hết cho bà. Bớt nắng, bệnh, vợ lo. Thôi vợ đi. Đợi ai giật tiền của cậu, người ta trả chậm thôi mà. Tớ nói rồi, tớ chứ mà bây giờ công ty nào ta cũng kẹt tiền hết, có thì trả cho cậu liền. Tiết kiệm hả? Con giỏi không đi kiện tôi tội gì? Hả? Chiếm đoạt tài sản hả? Ở đâu ra? Có cái đèn chùm ra ai mà chiếm đoạt tài sản của cậu? Bực mình quá, thôi đi kiện đi. Mẹ. Gì? Ba đâu? Ba về chưa mẹ? Chưa có về. Ủa con kiếm ba con làm cái gì? Trời ơi, bữa ba nói là ba cho con 20 triệu ba chuyển khoản cho con đợi hoài ba không chuyển. Sao mà con gấp quá, con phải mua đồ Tết. Rồi con mới ra con quẹt thẻ, con quẹt sạc mua một đống đồ. Rồi giờ tới hạn quá hạn rồi mà không có tiền thanh toán, người ta đưa con vô danh sách đen rồi sao? Không biết đâu sao. Kỳ quá à. Ai biểu xài quá chi không biết. Ba hứa ba cho con mà. Mẹ. Gì? Không may. Mẹ ứng cho con đi, rồi cái ba về ba đưa lại mẹ. Rồi con trả nợ giùm cho mẹ luôn ha. Ta mới gọi điện thoại nè, đòi kiện mẹ kìa. Bực mình, ba cái đồ nội thất thêm một đòi kiện, chiếm đoạt tài sản. Nghe thì bực bội. Ghê vậy trời. Giờ sao ta? Ai biết. Con sẽ gọi cho ba. Ủa, anh về. Ba. Trời ơi, mẹ về mà tươi quá nè. Ba, cái thẻ ba, 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 ba,
Công công nhận cái nhà này tự nhiên nó gợi bao nhiêu kỷ niệm ha. Thôi ở nhà này bây mình giờ ở là... lâu mẹ. Hỏi hai mẹ con nha. Dạ. Yeah. Cái nhà này mình bán được nhiêu ta? Bây giờ mình đổi gu đi. Sao? Mình sống nhà lá ở ngoài một cái khu sinh thái hay cái gì đó đồng không này nọ ở được không? Con biết. Bà tính mua khu du lịch đó mẹ. Phải không? Mua khu du lịch hả? Du lịch hả? Kinh doanh du lịch luôn hả? Là tôi đi du lịch tôi đi luôn á. Con cái này tôi cũng khó nói quá. Hay là chuyển công tác qua nước ngoài hả? Sao ba? Ủa chứ sao? Tất cả những cái dữ liệu của công ty á, tôi làm mất hết rồi. Cho nên ba cái vụ mà lương thưởng gì đó coi như không có đâu. Thậm chí là chồng bà phải đền bù cho công ty á. Dữ liệu làm sao mà mất? Ông làm sao mà mất? Nó có cái này tức là có ai gửi mail, mà trong cái link đó nó có cái mã độc. Không hiểu sao cắt cớ sao mà tôi lại nhấp vào cái link đó. Cho nên tất cả dữ liệu của công ty mất hết. Bây giờ là trách nhiệm là thuộc về tôi. Tức quá đi, tay chân làm cái gì tái mái quá, bấm đi làm cái gì. Ôi đất ơi. Tôi là tôi không tin dị đoan đâu. Nhưng mà trước đó là hôm qua, tự nhiên tôi ngồi trước cái gương thành của bà, cái gương 50 triệu á. Gì? Cái tôi mới hỏi là gương ơi, ai là người nghèo nhất cái nhà này? Nó hiện lên cái hình của tôi bà. Thôi đi ông ơi, ông đứng trước gương thì gương hiện hình ông là phải rồi. Nhưng mà nó có cái này. Cái gì? Tôi không có bận đồ. Trời ơi, trời. Tự nhiên có một cái giọng nói trên gương nó phát ra. Thí chủ có bao giờ nghe là nghèo không mảnh vải che thân không? Trời đất ơi, cái gương đó mà dòm được ông nó cũng hay lắm rồi đó. Thôi thôi, được rồi, bây giờ mình tìm cách giải quyết đi bây giờ mình tìm người à, người ta vô ta xử lý cái máy vi tính đó lấy lại dữ liệu thôi. Ừ. Khỏi tìm đi, có kêu một số người qua họ coi. À, họ coi xong họ nói rằng họ cũng bó tay đấy. Ba đi. Yên tâm đi, con biết một người là cái này trong tầm tay luôn. Ai vậy con? Ba mẹ đừng có hoảng. Mà ai vậy? Chú Út hơi bị đỉnh luôn á. Mỗi lần ha, cái máy tính con hư ha, là coi như là con nhận chú Út alo một cái, chú Út chạy qua liền. Cặp 5 phút là dữ liệu phục hồi lại đầy đủ luôn, ngon ơ. Ngon ơ cái con khỉ, cái thằng nó mà tài cán gì. Ở đây là cả một hệ thống của công ty mà, ôi, kêu nó qua nó càng phá thêm á. Tại ba không có hiểu á, chứ chú hơi bị giỏi luôn á. Thôi bây giờ như vậy nè, còn nước còn tát đi nha. Bây giờ là phước chủ mai thầy thôi. Bây giờ mình cứ nhờ đi, đâu có sao đâu. Anh em mình mà, biết đâu chú Út làm được thì sao. Không. Nhờ ai giờ, tôi biết cái khả năng thằng đó. Đừng có nhờ nó. Thôi. Hai mẹ con đừng có sùm nữa. Làm cho tôi rối trí, để cho tôi tức. Cắm tươi. Chú Út. Dạ, sống sống thọ. Chú. Gì? Thấy con treo hay không? Treo nãy giờ là con thấy cây mai là bây giờ nó hoành tráng rồi đó. Wow. Đẹp ha. Đẹp quá. Phải công nhận nha bây giờ. Dạ. Cây mai của nhà chú Hoa mà không có con thì không hoàn chỉnh, không hoàn hảo được. Trời ơi, vậy? Sao vậy? Sao vậy? Quá đẹp. Thế là chồng từ mấy chục năm nay rồi đó nghe. Ừ, chồng chị chồng không là nó bình thường, phải nhờ bây giờ. Đúng rồi, nhờ con trang trí. Đúng bây giờ. Dạ. Nhờ con trang trí mà cây mai nó đẹp hơn, nó tăng lên cái phần sang trọng và tết nữa. Dạ, đúng. Nhưng mà rồi. Chú thắc mắc nha. À, nãy giờ như thấy gắn dưới góc không á, chưa có gắn ở trên nha. Ừ, nó không có cần đổi đâu bây giờ. Ờ phải ha, mình phải rải điều lên thì cái cây nó mới đẹp ha. Dạ đúng rồi, nếu mà mọi người. Anh sao? Chú Liêm. Chiều cao ta có hạn. Ôi trời ơi, mắt của chị em mà vẫn có hạn.
Thôi chú Út làm đi. Trời ơi, thiệt chú Út giỡn chút xíu mà. Úng Minh này nó kỳ cục quá, mình có chiều cao thì mình phụ người ta. Hay là mình làm cái thang đi, mình bồng nó lên, đúng không? Nè, ở Úng Minh. Dạ. Nè, ăn miếng đi, mứt gừng. Trời ơi. Vợ ơi, vợ anh làm ngon lắm. Trời ơi, chị Ba làm thì khỏi chê rồi. Thấy ông xã chị không? Định đầm dễ sợ chưa? Mà năm nào cũng vậy hết á. Mất gì thì mất chứ cũng phải có mất gừng cho ổng mà nghe. Rồi đó anh. Trời, cái bình hoa này là tối nay là mình đón giao thừa được rồi nè ha. Trời ơi, đẹp quá. Dạ, có công nhận không? Vợ anh cắm bông cũng đẹp nhất luôn á. Bây giờ em đem để trong nhà cho nó mát nghe. Chứ để ngoài đây một gió là tối là coi như bông nó nở tét lét luôn á. Trời ơi, đẹp quá, đẹp luôn. Dạ. Công nhận chị Ba giỏi thiệt anh. Anh có phước lắm á ngàn. Trời giỏi lắm á. Dạ. Giỏi nhất ai luôn. Giỏi, ai giỏi, tôi cũng giỏi vậy. Trời hai. Chị hai thì khỏi chê. Trời khổ qua, nãy giờ mình tách mình lấy hạt ra rồi mình dùng thịt phải không? Cái này khỏi, cái này vợ em làm được, vợ em làm được. Trời ơi, chị hai đem cái rổ qua đây à. Em đi kiếm quá trời quá đất luôn. Để chị làm. Không, cái này vợ em làm được. Cái vụ lấy hạt là vợ em lấy số 1 luôn. Chị biết không, dưa hấu mà vợ em lấy không còn hạt, vợ em ăn không có dính miếng hạt nào luôn. Cho dưa hấu cũng qua. Dạ. Dưa hấu qua đó của chị mua mà. Ờ thì chị mua thì vợ em lấy hạt. Không có, dưa hấu đó chị mua không có hạt. Ủa, dưa hấu không có hạt. Trời ơi, vợ cậu mà biết cái là tách hạt dưa hấu rồi tôi mời qua tách hạt thanh long nhà tôi luôn. Ờ để chị cho chị làm cho. Để cho em. Chị làm được mà. Chị cứ ngồi xuống thôi. Để đây là một hồi nữa đó. Cái này rửa sạch rồi, xẻ ra rồi nè. Em nhồi thịt vô em để chút xíu là xong. Ủa chị hai. Hả? Nhà anh Ba thì em thấy trọn vẹn rồi đó. Ừ. Nhưng bên nhà chị làm sao? Chị làm được gì chưa? Không có em qua em phụ cho. Không có, chị cũng sửa soạn xong hết rồi. Nhưng mà nó không có được không khí như bên đây. Nó buồn so hả? Ủa có rồi đâu buồn. Sao buồn? Tại ổng á. Ổng đi ra vô mà ổng trụ gì nè, làm sao mà vui cho nổi. Ủa em thấy cái dữ liệu mà bên chỗ công ty anh hai mất á, là Út Minh nó qua nó làm lại hết rồi. Nghe nói là lấy lại hết, ảnh khỏi bồi thường gì hết, còn được thưởng nữa mà. Đúng rồi, sao mà buồn chị? Ôi, ông buồn bởi vì tại hối gì? Hận. Tại ba con hối hận á chứ ba. Ủa sao hối hận con? Sao hối hận, hối hận dù gì? Bữa công ty của ba con bị gặp sự cố là con với mẹ con là hai người năn nỉ ba con gãy lưỡi luôn. Kêu chú Út là vô phụ, ba con không chịu. Xong tới hết cách rồi. Bây giờ cái ba con kêu chú Út vô phụ là giải quyết nhanh gọn lẹ, bao nhiêu dữ liệu là phục hồi lại hết. Cả công ty của ba con là coi như phục chú Út mà nể chú Út luôn. Rồi lúc đó ba con về suy nghĩ lại là tại sao trước đó mình không có tin tưởng em mình nữa. Chú Út giỏi quá nha. Đúng rồi đó, cho ổng một bài học. Phải biết tin tưởng người khác, phải biết tôn trọng người thân, hiểu không? Rồi bên công ty sao rồi chị? Sao thở dài vậy chị hai? Nó nói ngay gì nè, thì dữ liệu cũng lấy lại được rồi, nhưng mà tiền chưa có lấy được. Chính vì cái sự trục trặc đó đó, nên là phải qua năm mới lãnh được lương với lại lãnh được tiền thưởng. Nên là Tết này... Thôi đừng có thở dài nữa mà. Chị hai. Ê, thôi chị nói vậy thôi chứ không phải nó nói vậy. Để Không, chị hai cứ ngồi xuống. Dạ, cái này là chút tiền của tụi em chỉ gửi cho chị trang trải cái Tết này thôi. Dạ, khi nào có là gửi lại thôi, không có sao đâu. Dạ, không có cần đâu mà. Nè, không có được nói như vậy chị hai. Chị hai phải nhận chứ. Nếu mà chị hai không nhận là vợ chồng em giận chị hai luôn á. Rồi mai mốt chị hai mà kêu em đi mua sắm với chị là em không có mua đâu đó nghe. Chị đã từng nói với em á là anh chị em thì người này có san sẻ cho người kia, thì bây giờ chị phải nhận tấm lòng của vợ chồng em chứ. Trời, coi như đây là chị nhận tấm lòng của hai đứa. Nhưng mà thực sự trong cái chuyện này á, cũng có lỗi của chị rất là nhiều, hiểu không? Nghĩa là tại chị nè mua sắm quá đà, rồi thêm dân nữa. Đó, con cũng cào thẻ hết mấy chục triệu, con còn nói gì nữa. Không, em nghĩ là trong đây á, cái lỗi nặng nhất là bé này nè. Ủa? Cái con bé này. Chú Út, sao tự nhiên con... Tự nhiên con nữa. Có chút xíu à. Chút xíu. Đây nè, hôm bữa em nghe, em qua bển cho em nghe nói gì, rồi nói gì Tết Tây khác Tết Ta, rồi xin dâu mấy chục triệu mua đồ, rồi cái gì du thuyền nữa nè. Tại lúc đó con đâu có biết là ba con giống như bây giờ đâu.
Thôi, nó đợt ngay là cái số đó nhỏ, cái số nhiều là do chị. Chị cũng có bài bạc nữa. Nên là chị biết lỗi của chị rồi. Thôi giờ chị nhận tấm lòng thôi. Chị gửi lại hai đứa. Rồi qua năm chị sẽ tìm cách đó là để chị trang trải lại. Chị phải kiệm. Nhận, không có gửi lại không, chị được. Chị phải nhận chứ không là tụi em nhận dữ hết. Chị không có nhận không, mà. Chị không có nhận. Chị chú cho thì cứ nhận đi. Ủa anh hai? Anh hai mới tới anh hai. Dạ. Rồi có gì rồi tôi sẽ tính toán rồi tôi hoàn lại cho chú thím sao. Thôi mà anh ở nhà buồn quá qua chơi hả? Ở nhà buồn quá mới ngồi trước cái gương thần 50 triệu của bà đó. Tôi mới hỏi hỏi gương thần ai là cái người xài phung phí nhất cái nhà này. Cái nó hiện lên hai khuôn mặt của thị qua với thị dân. Thôi mà, mẹ con em biết lỗi rồi mà, xin lỗi nha, xin lỗi anh. Cũng lỗi bà. Lỗi là cũng lỗi do tôi hết á, tại vì tôi dung dưỡng cho những con người ăn xài phúc quý quá. Thôi mà, cái đó là thương vợ thương con. Giờ vợ con thương lại nè, sẽ tiết kiệm lại được chưa? Trời ơi, còn gì bằng nữa. Vậy thì bây giờ, vợ chồng em gửi anh chị. Anh chị cứ giữ lấy đi. Không có túi phải không? Đây tôi có túi. Bây giờ tôi tự nhiên lắm. Dạ. Thôi vậy coi như là anh chị mượn trước nha. Mượn trước hai đứa rồi cái qua Tết rồi có gì có lương có thưởng anh chị gửi lại nha. Cảm ơn nhiều. Giang giang ra, xin mọi người giang ra. Ba con kìa. Nhìn sao? Thị dân. Qua với thị qua đi. Thị cứ dân cứ ngồi đây tôi mắc cỡ tôi không dám nói luôn. Ngồi đây đi con. Ngồi đi, ngồi đi. Út em. Dạ. Em Út. Anh hai ngồi đây nè anh hai. Không, anh không ngồi đâu. Anh thấy anh có lỗi lắm. Anh sẽ không bao giờ anh ngồi gần em. Anh không ngồi gần, đứng gần cũng vậy hả? Anh ngồi đi. Không, anh không ngồi. Ngồi đi. Anh hai ngồi đi. Không? Anh không ngồi là không ngồi. Anh không ngồi thì em sẽ đứng ra. Thôi ngồi đi để tôi ngồi gần ông ơi. Phải vậy chứ chị ạ. À. Lỗi đây. Lỗi ở đây hết luôn. Lâu nay là cứ xem thường cái thằng em út của tôi. Tự nhiên qua cái vụ mà mất dữ liệu. Rồi em lấy lại dữ liệu. Sao bây giờ em giống như em có tỏa cái hào quang? Ý? Anh nể phục lắm kìa. Anh giống phục sát đất luôn. Thôi, anh hai, anh chói mắt với em luôn á. Anh, em có Phật quang rồi đó cưng. Anh nể em được rồi, còn cái diện hào quang thôi. Bỏ qua đi. Thôi xin lỗi nha, Út em. Đâu có gì đâu anh hai, mà em, là anh em mà. Út. Cho anh xin một lời tạ tình nha. Trời ơi, em thấy ghê quá à, em thấy trộn quá. Nổi da gà cho em, nổi da gà. Trời ơi. Ủa, có tạ tình là tôi cảm ơn cái tình cảm nó dành cho tôi. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu mà anh hai, anh thì cứ anh làm như là em là nít nhỏ xíu không hiểu chuyện gì. Thôi đây giờ vậy nè, nhìn thái độ của anh hai á, đối với Út Minh á thì em cảm nhận rằng anh hai đó cảm nhận một điều rằng Út Minh quá tài năng đúng không? Anh nhận được điều đó đúng không? Chú mới bậy đó. Ủa em làm gì nữa? Tôi nói cho chú biết, tôi ghim chú lâu lắm rồi. Ủa em làm gì nữa anh hai? Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Dạ. Là không được dẫn cái thằng Út này vô cái công ty nghèo của chú làm. Mà tại sao bây giờ dẫn vô? Dạ. Lý ra với cái nó đó. Nó phải về công ty của tôi. Hả? Vậy là anh nhận Út về công ty anh. Anh đâu có dám nhận đâu. Mà cái này là ép ở trên công ty, trên giám đốc người ta nó bằng mọi giá là phải đem cái thằng Út này về làm cái ở công ty. Chai rượu hôm trước em tặng anh hai. Anh hai tính trả em hả? Đâu có dám trả đâu. Bữa nay anh đem qua đây coi như ba chàng ngữ lâm phong thủ mình cưa hết cái chai này để tống tiễn năm cũ đón năm mới, chịu không? Chịu. Cung đi. Cho mượn mấy cái đây đi. Em phải làm bù cho con nha. Dạ, rồi mấy cái sẽ làm bù cho các con. Rồi, đây. Để anh hai cứ để đây đi, để em đi lấy ly nha.
tao phải thỉnh tao hoàn hậu. Trời, anh hai đừng lại với quốc tự nhiên quá. Anh hai ngồi giữa làm cái chân đi. Anh là huynh trưởng mà, anh gọi đó đi. Dạ đúng rồi. Coi như là phúc lộc đi, coi như là phúc lộc đi. Thôi chú Út rồi bên kia. Dạ. Anh ngồi đây nha. Rồi trước khi mình uống để tống vong đón tiễn năm mới. Đón năm mới. Thì em xin giới thiệu là vợ em sẽ nấu một bữa thật là ngon, món ăn tuyệt vời nhất để mời anh hai. Nhất là mừng á, Út Minh về công ty của anh hai công ty giàu. Rồi giờ anh chơi trước nha. Dạ. Vậy là mình phải để buổi tiệc có đồ ăn đầy đủ rồi mình mới ăn uống chứ. Đúng rồi. Dạ. Thôi coi như anh em mình đoàn kết nè. Dạ. Nói chuyện đoàn kết nha. 1, 2, 3, đoàn kết! Sài Gòn sống, xuân sang gọi chào. Sài Gòn chưa nắng hạ sâu sâu, thấp thoáng khu khí chiều tà, đông đêm trong đêm nhạt nhòa. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ thương. Hai mùa mưa năm mưa, hai mùa.